không sao đâu. Gái tôi đâu có bù xù hết trơn. Chiều nay mình làm cái món gì mình đãi anh Tú chị Nhung? Chiều nay làm món gì? Anh Tú còn ở chơi một ngày nữa là anh Tú về rồi. Chiều nay làm món gì mình ra nắp hầm mình ăn đi. Không có đâu. Được chưa? Bay chưa con? Cài cái cài, đưa cái cài. Con ngước lên cho mẹ thơ coi coi. Cười lên ngay. Cười duyên quá. Đó. Đẹp gái lên liền thấy chưa? Nãy giờ để đầu tóc bù xù quá à. Ai da, ai da. Chị, đưa cho em cái hộp trà chị. Đây. Đây là cái hộp trà Thái Nguyên. Hộp trà này là của anh Tú tặng cho Ngân nè. Hồi hôm bữa giờ là Ngân cũng mua trà bên anh Tú rất là nhiều luôn á. Trà anh Tú, trà Thái Nguyên, trà Bắc á, gọi là trà Bắc á. Trà đặc sản Thái Nguyên. Wow, cái hộp này xịn sò lắm nha chị. Cái này là mình làm quà. Đúng rồi, anh tự set up vào đây, anh chọn ra những món mà yêu thích của anh. Đây là kẹo cu đơ cả nhà. Kẹo cu đơ này là mè đen. Kẹo cu đơ này thì em có ăn rồi nhưng mà mè trắng lần đầu tiên em thấy mè đen á. Đây là cái đặc biệt nhất. Đây là hồng trà cả nhà ơi. Cũng là sản phẩm Thái Nguyên đấy. Cũng là sản phẩm của Thái Nguyên. Cái này rất tốt cho chị. Hôm bữa giờ thì Ngân bán đèn pin rất là nhiều. Hôm nay Ngân đang tính dự định là Ngân chuyển qua Ngân bán trà. Cái trà này là hồng trà rất tốt cho chị em phụ nữ mình á. Đẹp da. Công dụng lần sau này em xem đây, có cả hướng dẫn về cách pha và công dụng nha. Hỗ trợ cho tiêu hóa, cải thiện não bộ và hệ thần kinh. Tăng năng lượng, tăng cường sức khỏe răng miệng, tăng cường hệ miễn dịch. Được đó chị Nhung, cái trà này được đó chị Nhung. Nhiều công dụng nhưng mà cái trà này chút xíu nữa mình phải nhờ cái anh chủ pha cái trà này. Chính tay người bán pha cái trà này cho hai chị em mình uống mới được. Hướng dẫn được cách pha chuẩn. Và đây trong hộp này thì đây là hai sản phẩm. Ở đây một sản phẩm nữa là trà túi lọc cà gai leo. Xạ đen là sao anh? Cây xạ đen. Cây xạ đen á. Cây xạ đen hả? Mọi người cứ tìm hiểu trên Google thì nó là về những cái bệnh về viêm gan ABC này, giải độc gan này, rồi nhiễm máu nhiễm mỡ này. Cái này là dành cho mấy anh gan nhiễm mỡ này. Hay nhậu. Hay nhậu. Không, cái này là dành cho chị em phụ nữ, còn cái này là dành cho mấy anh chồng hả? Kể cả mình mà sợ máu là mình uống tốt nhá. Dạ. Uống hết, chỉ trừ là phụ nữ mang bầu này, với hai nữa mình uống thuốc tây xong thì mình phải dừng khoảng 2 đến 3 tiếng sau mình. Thì lâu lâu mình cũng phải thải độc. Không, bây giờ mình khui cái này ra thử đi chị. Em đang tò mò cái hộp này lắm nè. Em đang tò mò cái hộp này để mình khui cái này ra cả nhà. Sợ ông có hay nhậu ấy thì anh mới mang tặng để cho ông thuyền trưởng uống đấy. Cái hộp này cũng rất là xịn sò ha. Đây phía bên trong. Cái này trong đây là nhiêu gói ha anh? 25 gói. 25 gói trà túi lọc. Dùng có 2 gói thôi. À. Rất là tiết kiệm nhá. Dạ. Là mình có thể dùng được đến 12 ngày mà rất là dễ uống. Thơm lắm chị. Cả nhà ơi, vài bữa nữa mọi người vào kênh TikTok Kim Ngân Nghề Sông Nước Xà Lan, mọi người sẽ thấy những cái sản phẩm này trong giỏ hàng của Ngân nha. Hôm bữa giờ là Ngân cũng đã có ý định Ngân nhập những cái sản phẩm này về Ngân bán rồi, tại vì nó tốt cho sức khỏe á. Còn trong đây là kẹo bạc, kẹo lạc trà xanh. Cái này test được luôn này, hai chị em test thử luôn này. Dạ, test liền luôn hả chị? Dạ. Bây giờ mình test liền tại chỗ. Đúng rồi. Không. Uống trà, hồng trà nữa, tí nữa anh sẽ pha hồng trà cho. Bây giờ nhờ đun nước. Cái này. Xong rồi anh sẽ pha hồng trà. Mấy cái dùng cao ở ngoài á, trồng lạc, dòng đậu hồng rất là ngọt. Ăn cái đậu hồng vào nó mềm, nó béo mà nó thơm. Nó ngọt nó phải. Đầu tiên ngửi vô nó có một cái mùi trà xanh là đặc trưng nhất. Cái mùi trà xanh này là đặc trưng. Dạ. Kiểu lạc này cao cấp đấy. Cái vị trà xanh. Nhưng mà cái này một chút xíu nữa mình phải có hồng trà mình ăn chung với đậu phộng, kẹo đậu phộng này mới ngon ha. Thì anh sẽ pha cho. Quên nữa, mời cả nhà ăn nha. Em nói quên mời luôn. Đúng không? Mình ăn có cái vị nó không có bị ngọt quá nha. Dạ đúng rồi, không bị ngọt quá. Cái kẹo này là ông xã Ngân sẽ rất là thích luôn nè, tại vì ông xã Ngân rất thích cái mùi của trà xanh. Ngon quá. Cái này là thật ra anh Tú
cho em cái hộp quà này là đúng với em luôn, tại vì em là rất là thích ăn đậu phộng. Em mê đậu phộng lắm. Ngon quá cả nhà ơi. Rồi. Mình được một cái hộp, một cái hộp như thế này mình vừa có thể đi biếu được luôn. Mình có thể đi biếu cho ông bà hoặc là biếu cho khách, ví dụ như mình làm bên công ty công xưởng thì mình có thể biếu cho khách hàng được luôn. Rất là sang trọng luôn cả nhà ơi. Phía bên trong cái hộp thôi, nhìn phía ngoài thôi cũng rất là sang trọng. Và phía sau ở phía bên trong thì mình cũng có rất là nhiều loại. Dạ. Mình vẫn còn một hộp trà Thái Nguyên đây. Còn một hộp trà này nữa. Mỗi hộp trà không kìa. Anh Tú ơi, kỳ sau về chắc làm cho em vài cái combo nữa anh Tú. Đây. Đây là cái gói trà phía bên trong cái hộp này. Đây là anh tự tay anh tuyển chọn ra những cái gọi là cái trà nào ngon ấy thì anh mang vào đây để anh tặng cho gia đình. Trà bên anh Tú thì Ngân cũng có hay mua bên anh Tú, tại thường á Ngân đi Xà Lan ban đêm á. Thì Ngân hay pha cái trà này với lại cà phê sữa, hai vợ chồng Ngân hay uống á để không bị buồn ngủ. Là cái loại trà này. Ở dưới Xà Lan Ngân hay uống cái loại trà này. Nè mấy ông bà già lão thích lắm. Cái hồng trà nha anh nói nha, mình có thể pha trà đường làm trà tắc uống được luôn. Thôi bây giờ thiết thực đi, anh Tú đi pha cái trà này liền okay, cho hai chị em dùng thử nha. Xé ở bên này, mình sẽ xé ra vì ở đây là nó như kiểu dạng túi zip ấy. Rồi bên dưới này là mình bóc ở đây này là được này em này. Xong đến khi mình đậy vào nhá. Đây là thường ấy, pha trà tất cả các loại trà thì mình pha nhiệt độ nước là 80 độ. Chứ mình cũng không có được pha nóng quá. Thì đây là anh cũng học theo mấy nghệ nhân pha trà ấy. Thì mình pha, trước khi pha mình sẽ tráng qua cái dụng cụ này. Tráng qua dụng cụ pha trà. Để anh đổ ra ngoài. À rồi rồi. Tí nữa sẽ cất vào trong cái này cho nó yên tâm. Anh mấy hôm anh sợ rơi xuống nước, anh toàn phải để trong ba lô. Hôm nay bảo mang đây để bỏ đây. Bây giờ đích thân ông chủ tiệm trà sẽ pha trà cho mình. Mình là quê gốc ở Thái Nguyên đấy, sinh ra ở Thái Nguyên đấy. Cái với một cái cho nên là mình mua trà bên anh Tú là cực kỳ yên tâm. Cái ấm trà như này nhá, thì mình dùng cái lượng trà tầm này là vừa thôi, mình cũng không cần nhiều quá đâu. Đấy, mà tùy nếu mà muốn uống đậm đặc hơn thì mình sẽ thêm nhiều hơn nữa. Mình cho vào đây. Và trước khi mà pha chính thức thì mình phải tráng qua cái trà này đi. Mình đổ lượng nước này vào đây. Mình phải tráng qua nhá. Nhớ nhá. Đúng rồi. Tráng trà, nhưng mà thực ra cái gọi đúng của nó là đánh thức trà em ạ. Đánh thức trà. Giúp cho trà khi pha nó sẽ được thẩm thấu tốt hơn. Đấy, rồi bây giờ bắt đầu mình mới pha. Đối với dòng hồng trà này thì mình pha cái thời gian mình ủ là 40 giây thôi. 40 giây thôi là mình sẽ phải là rót sạch nước ra rồi. Chứ không thì mình để lâu nó sẽ chát. Đấy. Đây có hướng dẫn này, 45 giây nhá. Thì anh sẽ nhẩm trong đầu là thời lượng khoảng 45 giây. Đỡ bị một bên bị đặc quá, một bên bị loãng quá nhá. À đúng là người chuyên nghiệp pha trà chứ mình là mình chế đầy đi này, cho mình chế đầy đi này chứ nhung. Mình sẽ phải chia đều ra. Vô. 2 3 vô. Nó không có chát nhá. Nếu mà mình để lâu nó sẽ chát. Không chát. Mùi thanh thanh thơm thơm. Uống thì nó thanh nó mát. Cái mùi này uống ngon á. Mùi rất thơm. Dễ uống. Nói là phụ nữ là dễ rất hay uống mà ai cũng được. Nó không hề đắng mà cũng không có chát luôn. Cái này pha đường tắc, trà tắc uống đấy. Mà rất là ngon luôn. Để dành uống luôn. Đợi qua thôi, dẫn thử nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử kẹo cu đơ đi. Cái này là đặc sản cả nhà ơi. Đây. Cứng lắm nhưng ăn không được đâu. Cứng lắm. Mời cả nhà ăn kẹo cu đơ nha. Mè đen nè, bên trong là lạc nè. Và một ít mạch nha màu vàng rất là ngon. Đây mời cả nhà ăn kẹo nha. Ăn kẹo mà uống trà thì còn gì bằng nữa. Kẹo này chuẩn thơm gừng. Bây giờ anh cầm vào đây mấy ngày rồi vẫn còn dẻo đúng không? Ngon. Đấy nhá, chị em hôm nay là đã chạy. Vô. Nâng tầm bản thân sang một cái lĩnh vực khác, nó đem lại cho mình cái sự thư giãn đúng không? Trà nó thế đấy, mình ngồi mình uống nó đem lại cho mình cái sự thư giãn. Cái này thì pha, anh nghĩ là pha trà tắc là hết sảy đấy. Anh bán về miền Tây ấy,
là anh cũng hướng dẫn người ta. Đây anh để lại một chút như này là để lý do là để cho nó tăng cái độ đậm đà ấy. Yeah. Để cái này pha trà tắc là vừa hợp lý luôn đấy. Đến anh cũng thèm luôn. Dạ bố đi anh. Đi vào đây, trà này không mất ngủ đâu anh đảm bảo. Trà này uống mang tính chất là giải trí. Thơm quá ha. Có ít đường không? Cái này ngon mà hơi chua nha, tắc hơi nhiều, tắc hơi đường nhiều hơi ít. Cái này chưa chưa uống cái này vô mát lắm nè. Được dạ, như được. Là được. Mình đi mình làm mệt đó. Nhưng mà cái này nhá, để anh nói nha, cái này em có thể pha được đến 3 nước. À. Đổ vào nếu mà lần đầu là 45 giây thì lần sau là mình pha 1 phút. Dạ. Lần sau mình để lâu hơn cho nó ngấm ra. Dạ. Nó rất là hay đấy. Dạ. Mà để càng lâu thì nó sẽ bị đắng. Đúng, nhưng mà mình không được để ngâm lâu nhá. Dạ. Nếu mà mình uống để pha trà tắc thì mình để khoảng cỡ 1 phút thôi. Chứ mình để ngâm trong cái bình này luôn thì xong là rất là chát. Dạ. Mình muốn uống chát thì mình sẽ ngâm lâu hơn và mình uống vị thanh. Cái này mình làm gì mệt vô, mình uống ly trà này vô là khỏe à. Với lại là em thấy là cái này nó không có bị xót ruột đúng không? Bây giờ chiều rồi ai cũng chưa ăn gì cả nhưng mà mình không thấy nó. Nhưng mà uống cái này có bị mất ngủ không anh? Không mất ngủ. Đẹp nữa. Anh ơi. Thử đi em. Trời ơi anh mang lặn lội đường xa mà. Đây. Kẹo cu đơ hả? Không. Kẹo lạc. Kẹo lạc mà hương trà xanh. Hương trà xanh nhá. Cái này là anh phải tuyển chọn rồi đấy. Cái kẹo này là ông xã ngon thích nhất á. Trà xanh này ngon đó, mà đậu phộng béo quá. Không, bây giờ em thử một tí đi, hồng trà này nó không có mất ngủ. Em thử đi. Nó thơm, nó không phải như vị chát như trà Bắc, à, vẫn là trà Thái Nguyên nhá. Nhờ. Đấy, anh vì anh biết là em kiểu là không uống trà Bắc kia nhiều ấy, thì anh mang cái này về hai vợ chồng là có thể dùng được. Đẹp da, uống đẹp tối, da. Tối này tối là vô hồng chén bạn chén. À, hôm nay là mình được thưởng thức trà Tân Cương Thái Nguyên của anh bạn của Ngân là anh Xe Đầu Kéo Vlog. Anh có kênh YouTube là Xe Đầu Kéo Vlog. Thì cái trà này là của anh Tú bán luôn cả nhà ơi. Anh Tú bán, anh Tú mang tận từ ở ngoài miền Trung. Anh Tú đem vô trong xà lan để cho hai vợ chồng Ngân nè, với lại chị Nhung nè, với lại em Vinh thưởng thức. Thật sự là Ngân cảm nhận là rất là ngon luôn á. Theo như Ngân cảm nhận thì cái loại trà này rất là ngon luôn. Với lại kẹo cu đơ nè, rồi cái kẹo này, kẹo lạc trà xanh. Nói chung là cái nào cũng ngon hết trơn cả nhà. Cái dịp Tết anh bán này rất là chảy đấy. Dạ. Cái sản phẩm này Tết bán nhiều lắm. Cho mua quà tặng biếu á. Đúng rồi. Biếu cái hộp như thế này. Một combo. Cái này thực ra là do anh tự gọi là tuyển chọn vào đấy thôi. Hôm nay còn hai sản phẩm nữa mình chưa có sử dụng nữa nè. Nhưng mà cái loại túi lọc này á, thì để khi mà xà lan lưu thông á, thì hai vợ chồng Ngân sẽ pha để bình thường thì Ngân ít uống trà nhưng mà khi mà xà lan lưu thông em nên uống trà. Cái trà này là điều độ luôn nhá. Để nó thải độc cái gan đi. Chứ mình không nên uống rồi ngày uống mình ngày ngừng. Dạ. Nhưng mà nhớ là khi sử dụng thuốc tây hay là thuốc gì đó xong. Đúng, một ngày hai bịch em có thể pha. Pha rót vào trong chính cái này luôn. Dạ. Một gói đấy là dùng với 500ml nước. Là mình bỏ trong đấy mình đổ nước sôi và mình ủ trong 5 phút sau là mình dùng được. Dạ. Có thể dùng lạnh hoặc là dùng nóng là tùy cái theo này, cái này là cả nhà mình nên mua cái loại trà này để sử dụng. Nó hạ về cả mỡ máu rồi gan nhiễm mỡ nữa. Dạ, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Mọi người nên mua cái sản phẩm này để sử dụng. Trà thải độc gan. Trà túi lọc thải độc gan. Cái này các em gửi vào, anh gửi vào trong miền Tây đây nhiều lắm ấy. Thôi rồi, chuyển hướng từ bán đèn qua bán trà luôn. Bán thêm. Mọi người đừng hỏi Ngân mua đèn đó nha, Ngân qua Ngân bán trà đó. Thực ra vì gia đình anh dùng hết rồi thì có gọi là có hiệu quả rồi thì mình mới tin tưởng thì mình mới mang đi tặng cho anh em. Bây giờ chị Nhung ơi, chiều nay làm gì chị Nhung ơi? Mình có tôm thì mình làm tôm nướng với ớt với mực nướng sa tế nè. Tôm nướng sa tế nè. Có sườn kìa. Có sườn rồi hả? Sườn đi. Sườn nhưng mà bây giờ ướt không kịp. Anh Tú tính ngày mai về là anh Tú về không mấy giờ? Chắc là khi nào có đò các em gọi vào được thì anh về. Anh muốn về buổi sáng hay buổi chiều?
buổi sáng đi. Buổi sáng hả? Ừ, cho thoải mái buổi sáng, buổi đến từ sáng cho đến trưa. Thôi vậy ngày mai để em ướp sườn, em nướng, ăn cơm với xà lan hay bữa nó đi về ha. Ok. Dạ, dạ. Không chị nha chị Nhung. Không biết tay tay không thì tại mẹ nó đi. Chiều nay mình sẽ làm món tôm nướng. Tôm này là mấy chài. Gì? Em mới chài hả? Tới nữa rồi đó. Sáng nay thì hôm sáng thì Vinh nó đi bắt cúm. Chiều đi chài tôm. Đấy, đài nói chứ tôm này là tôm của anh Tú mua nha cả nhà ơi. Tôm của anh Tú mua nha. To nhặt đá nha. Tôm này nó còn bự nữa nha. Còn vẫn còn con bự hơn nữa. Dạ. Cứ cầm tay bé nhìn mà. Bây giờ mình sẽ xiên que như thế này rồi cái mình nấu món này anh Tú ăn sống luôn anh Tú. Anh không. Anh ít ăn sống lắm. Dạ. Đây mà làm cái món sốt thái cái là anh Tú ăn là anh Tú ghiền á. Tưởng luôn cái gì đó. À. Sao hả? Có nước hả? Gì hả? Chị là chị phải bỏ thêm sao tới không chị Nhung? Rồi bây giờ để đây cho thấm nha. Nhúm than. Rồi mình sẽ đi nhúm than. Đây còn cái món này nữa nè. Ngày mai là anh Tú phải ở đây ăn một bữa với gia đình nữa mới cho anh Tú về. Trời ơi. Đây. Sườn nướng. Có chị. Ai cũng hành tím không có quá. Qua 7 đi, qua bà 8 đi. Qua bà 8 chắc có á. Ướp luôn từ hôm nay để cho ngấm đến ngày mai rồi nướng đấy à. À ướp luôn à. Cái sườn đấy. Chắc ướp luôn ngày hôm nay quá mà có cái tủ lạnh em nó nhỏ quá không có chỗ để nè. Ướp luôn ngày hôm nay thì ngày mai nó ngon, giờ nó thấm. Chuẩn bị nướng cơm. Ủa than nhúng được chưa Vinh? Chuẩn bị nướng cơm với nướng mực. Chiều nay mình sẽ có món tôm mực cũng rồi mình rửa miếng xà lách đi. Rồi bữa hổm ở nhà em mua mấy chiếc út cơm mấy chiếc ớt á. Ớt ớt cái cây ngon ghê luôn á. Ớt mà để ăn sống. Nó ngọt mà thơm ngon á mà em quên lấy xuống rồi. Lâu lắm mới có dịp hôm nay được chị Nhung nè với lại anh Tú ở với xà lan. Nhưng mà tối hôm qua là tính là xà lan vô nhận hàng luôn rồi đó. Là họ tính không có quay video được cho mọi người xem luôn á, nhưng mà do là lỗi trục trặc xà lan mình ra không kịp, mình không có vào nhận hàng kịp á, cho nên là mình bị rớt tài. Bị rớt tài cho nên là bây giờ đây. Còn ngồi đây còn ăn uống với nhau. Đâu phải là chị Nhung lúc nào cũng đi được đâu cưng. Chị Nhung xuống nhà ngon đi từ hôm bữa đám cưới tới nay luôn. Đi chơi từ bữa đám cưới tới nay. Nay mấy ngày chị Nhung? Bữa 15 giờ về nhà ghi hai chữ bỏ nhà đi bụi. Rau này là rau nhà em tự trồng. Ăn xong cái Tết, ăn xong cái đám cưới cái nó muốn rụi luôn. Cái lá cải bự luôn, to. Cải này là cải gỗ, cải này xào mì ăn ngon lắm. Rồi, bây giờ chuẩn bị bưng ra nắp hầm, chuẩn bị khai tiệc. Chà, chiều nay ăn cái kiểu này mát dữ ạ. Tôm mà mình xỏ gì nướng thẳng băng là dễ nướng nè. Ngon quá cả nhà ơi. Có một cây gấp mà hả? Có một cây một à. Để lấy cây nữa. Ừ, đưa chút. Con dễ coi. Con cảm ơn. Cái con hàu sữa này nè, ngon. Sáng thơm. Bữa đó ba tôm đó mà có 220 hả? Ừ, 400. Nhưng mà tôm đó nuôi.
tôm mình tôm nuôi nhưng mà tôm càng gì mà nó nhỏ càng nhím ngon. Ừ, càng nhím đưa chị cái dĩa càng, tôm ngon tôm càng bự ngon tôm càng xa càng bự càng nhím á, mua tôm thì mình lựa tôm càng nhím nó ngon hơn nó thịt nhiều hơn, còn cái tôm mà tôm càng kình nó ăn nó vậy chứ nó ấy lắm nó vừa ấy đưa cái thao cái đó 1/3 tôm mình ăn ờ tôm càng nhím hồi này mình biết tôm tôm nó tôm bánh tre nó là ngay chỗ bán đó mình thử nó tôm canh họ có đèn kia nó sáng rồi làm mặt đèn kia sáng à. Rồi bây giờ ăn thôi, đây có mẹ Ngân nữa nè cả nhà ơi. Có mẹ Ngân nữa. Cha lên nữa. Cha lên nhạc rồi. Đi con. Sao? Trưa mình ăn ngủ ở nhạc cái dịp mình luôn trời. Mấy bữa nay có bữa trưa được đâu. Này. Hậu qua nhà cũng có uống bia. Nói chuyện cho mọi người dở. Đi combo đó nha. Dụ. Uống thì cũng được. Sao? Không gian này mà không uống bia là. Không được. Đấy nhé. Được luôn nhá. Tao đâu có uống đâu.